NaOH, MgO2, Fe2O3, SO2 và P2O5. Người ta yêu cầu chúng ta phân loại các oxy acid và các oxy bazơ này và gọi tên các bazơ đó. Cô sẽ check các oxy liên đạc của NaOH, MgO2, CO2. Oxit axit là oxit của phi kim với oxy và nó tự dưng axit. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái oxit axit, đó chính là CO2, SO2 và P2O5. Sẽ trả lời câu hỏi như sau. Các oxit axit có CO2, SO2, P2O5 và giải thích là vì các oxit trên đều là oxit của phi kim. NaO thì nó sẽ tương ứng với 3 giờ NaOH, MgO nó sẽ tương ứng với 3 giờ tương ứng của nó là MgO2 2 lần và Fe2O3 tương ứng với oxit của nó sẽ là 3 giờ của nó sẽ là FeOH 3 lần vì vì sắt là một chỉ 3. Rồi cô sẽ gọi tên các oxit này. Thứ nhất cô sẽ gọi tên các oxit bạ. Và trước chính là CO2 chúng ta sẽ gọi chính là carbon dioxide. SO2 chính là lưu huỳnh. Dioxit. Tiếp theo PO2 chính là dipho. Pentoxit. Chúng ta thấy là ở đây có 2, ta sẽ gọi là đi này, còn ở đây có 5 chúng ta sẽ gọi là penta. Cái này chính là oxit của phốt pho. Tiếp theo cô sẽ gọi đến tên của các oxit bazơ NaOH, sẽ có tên là natri oxit. Tiếp theo MgO, magie oxit. Tiếp theo là Fe2O3. Chúng ta nhớ là sắt có sẽ có hóa trị 2 và hóa trị 3, do đó chúng ta sẽ phải gọi Fe2O3 chính là sắt 3 oxit nhé. Còn FeO thì lại là sắt 2 oxit. Là sắt 3 oxit. Chúng ta sẽ ghi số ra mã. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc bài số 3. Chúng ta sẽ
tiếp sang bài số 4. Bài 4. Bài số 4 như sau. Quan trọng với những phát biểu đúng. Oxit là hợp chất của oxy với người ta cho chúng ta 5 lựa chọn. Gồm có A là một nguyên tố kim loại, B là một nguyên tố phi kim khác, C là các nguyên tố hóa học khác, D là một nguyên tố hóa học khác và E là các nguyên tố kim loại. Chúng ta đã học về định nghĩa của oxit rồi. Oxit chính là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác, chứ không phải là một phi kim loại khác hay một phi kim khác không. Bởi vì chúng ta thấy ở đây chính là những cái minh chứng cụ thể nhất đối với các nguyên tố hóa học khác. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Cô sẽ chỉ ghi nhé. Cô sẽ giải thích cái câu đáp A đầu tiên tại sao là A này. Là oxit của oxy với một nguyên tố kim loại. Vậy thì ở đây chúng ta đã thấy nó P2O5 chính là một phi kim và nó cũng được gọi là oxit. Vậy thì đáp án B cũng tương tự như vậy, nó sẽ khuyết thiếu mất một nửa bởi vì là còn các nguyên tố kim loại khác cơ. Đáp án C là các nguyên tố hóa học. Không, chúng ta chỉ có là một nguyên tố thôi chứ không phải là các. Đáp án E là chỉ là các nguyên tố kim loại thôi. Vậy chúng ta còn có phi kim cơ mà, đúng không các em? Đó chính là lý do tại sao đáp án chỉ có đáp án D là đáp án đúng thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 5. Trang số 101. Và người ta yêu cầu là điền chữ F vào các ô trống đối với các phát biểu sai. Phát biểu đầu tiên chính là oxit axit được chia ra làm hai loại chính, đó là oxit axit và oxit bazơ. Câu này rất là đúng rồi. Các em nhìn như bạn này, đây là oxit axit, đây là oxit bazơ. Đáp án B người ta nói là tất cả các oxit đều là oxit axit. Câu này sai mất rồi, bởi vì chúng ta còn có oxit bazơ cơ mà. Tương tự như vậy, đáp án C tất cả các oxit bazơ đều, tất cả các oxit đều là bazơ. Sai rồi, vì chúng ta còn có oxit axit cơ mà. Tiếp theo, đáp án D, các oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Không, này rất là đúng bởi vì chúng ta có định nghĩa của oxit axit. Đáp án E, oxit axit đều là oxit của phi kim. Không, này sai. Mai này khi các em lên các lớp trên, các em sẽ biết được rằng oxit axit không phải tất cả đều là của phi kim mà nó còn có cả của kim loại nữa. Chúng ta sẽ học ở các lớp sau nhé. Lên trên đó thì các thầy cô giáo sẽ cho chúng ta nhiều ví dụ hơn. Tiếp theo là đáp án E, đáp án G chính là oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với bazơ. Câu này hoàn toàn đúng. Vậy thì các câu phát biểu sai, cô sẽ ghi ngay các phát biểu sai. Chữa xong 5 bài đầu tiên, các anh hãy xem kênh video tiếp theo để cô chữa bài 6, 7 và 8 nhé. Xin chào tất cả các em, cô là Giang, giáo viên dạy hóa tại Trung tâm Việt Sách. Cô hy vọng rằng những video của mình có thể giúp ích được cho các em trong quá trình học tập bộ môn hóa học. Nếu như thấy thích những video của cô, các em hãy nhấn like, chia sẻ và theo dõi chúng trên trang kênh YouTube của Việt Sách và trang web học của Việt Sách nhé. Tất cả những câu hỏi thắc mắc hoặc là góp ý phản ánh, các anh còn có thể liên hệ với cô thông qua trang Facebook cá nhân hoặc là người mẹ cô đặt phía dưới. Rất vui khi được hỗ trợ và đồng hành các em trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video sau.